cá gì? Thấy khỏe lắm. Ê, đúng cá chày nhá. Chào mọi người, hôm nay mình đi lua cá chày đất mọi người ạ. Di chuyển đến nhà lên khu vực này mất hơn một tiếng đồng hồ. Lên trên này thì có mọi người, mà khu vực đầu ngoài có con sông này nó không dày chảy lắm đâu. Người ta mình hỏi thăm trên kia người ta bảo cũng có mọi người, không nhiều. Thì mình bắt đầu lua đoạn này xuống phía dưới bên kia. Hết xong mình lại lua lên trên mấy cái vùng dài trên này mình rồi. Mình đến nơi và ra cần xem thế nào mọi người nhé. Hy vọng là ăn thua. Nói chung mình vừa vào nghề học câu lua thôi, kỹ thuật nó cũng chưa được thành thạo lắm mọi người ạ. Mọi người xem thông cảm mình nhé. Mình mắc cần và đi chuyện phía dưới đường dưới có qua cái xã này có cái vũng kia, mình sẽ lua dần trên này mình về ạ. Đi xuống phía dưới này này. Khu vực này có một số cá chày rất to mọi người, người ta đi lặn bắt bằng tay không mọi người, lặn săn bằng lưới người ta báo có. Mấy cái vụng dưới này, vụng dưới này, vụng trên kia kìa. Đây đầu ngoài có con sông Ken rồi mình đi mọi người, rêu nó rất nhiều này, mà rêu dòng rêu thế này nó không được sạch. Con rêu này nó nhiều cát, nhiều đổ bùn người ta không lấy này, nó xanh mọc đầy luôn đó mọi người. Nó mở hai loại bùn, mua đi con thuyền này, con này trước. Rất nhiều cá mương mọi người ạ, cá mương nó lùa theo mạnh mà không có cá chày. Mấy vùng khu vực dưới không có mấy người ạ. Nó mương thôi, lùa nhiều. Không có con chày nào. Mình chuyển lên đoạn trên này thêm thế nào. Đoạn này ô tô người ta đi qua mọi người này. Gỗ ấy đi qua nên là nước ở đây nó sải ra kia có vùng sâu rồi. Con sông này đẹp mọi người ạ. Nước không nhìn không quá sâu. Sải sỏi dài này. Dài lắm, đoạn này lua rất lý tưởng. Các cái đoạn này mà có chày lua vừa nước thì đẹp mọi người. Nó không quá sâu, nó bình thường nên cái đoạn trong góc này sâu, các cái đoạn này nó cũng vừa. Mình sẽ xả đây, mình sẽ đánh lên trên kia. Qua cái đầu thang thì sẽ lên kia vụng dài tiếp mọi người ạ. Với đũng chày mọi người ạ. Với đũng xong mọi người ạ. Khự cái mà không đóng. Không biết cái gì. Ném hai đường này kia là nó đụng rồi. Dính con cá mương đầu tiên mọi người ạ. Ui xời, còn con cá rô mo nào theo. Đây. Một con này. Mắc miệng mọi người nhá. Đấy, lao đớp. Cá mương hoa. Cá mương này thì ăn khá ngon mọi người ạ. Con đầu tiên. Dính con cá mương. Máy ảnh nhà lấy kiểu ảnh thôi mọi người ạ. Hôm nay không bắt cá mương, đi săn cá chày không được thì thả nó thôi. Kiểu ảnh trong thả mọi người ạ. Cá mương không bắt, cá chày lùa theo này. Đây, mương mình thả mọi người nhé. Đó. Hôm nay chủ yếu bắt chày, mình vừa thay con mồi xong mọi người nhé. Hôm nay là lùa con mồi thìa. Giờ mình mua con cherry màu vàng cam. Mình đua một vài vụng xong mình lại đổ con mồi khác. Cá gì? Ý, thấy khỏe lắm. Ê, đúng cá chày nhá. Úi giời. Đấy. Em đầu tiên mọi người, không to. Đấy rồi. Đấy, cũng được, khá mọi người. Úi giời, to rồi. Phê chưa mọi người. Con đầu tiên của mình. Cắt rồi, con này được, bắt được mọi người ạ. Thủ này. Sờ. Đầu tiên luôn. Đớp phát rít 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 máy, mình bật cái máy lên. Máy trên đây mình bật xa quá, mình không bật máy này. Để xa máy quá mình lại xuống cái kia. Qua không bật máy đâu đầu. Đây. Con đầu tiên thôi, giời. Săn hàng chày đỏ này. À, khu này người ta bảo có cá to lắm mọi người. Con này chừng 4 lạng thôi. Không to. Ok mọi người. Đấy. Ok mọi người. Đấy. À, đẹp rồi. Có cá mọi người nhá. Con đầu tiên của mình nhá. Ui, phê thật lồi nó. Máy nó bàn nó rít 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 máy. Sướng mọi người ạ. Ê, có cá, có cá. Đấy, một con rồi. Mới học đua thôi, hôm nay được con chày đầu tiên rồi. Có khấn khởi mọi người ạ. Thấy cái vụng này là hy vọng có cá to mọi người nhá. Đi một vài vũng là xem thế nào mọi người ạ. Đua thêm một tiếng nữa, đua chừng 3 tiếng nữa. Nói chung là cũng đi từ từ. Có hai loại mồi, hai con. Con mồi thìa và con mồi cherry màu vàng cam với màu đỏ cam này. Mình thay đổi nhau xem thế nào. Hôm nay lấy cá chày thì mình ạ. Nhưng mà lụa cá mương. Cá mương có mình thả. Mấy cá mương mình thả hết rồi. Mình phát hiện ở khu vực này có nhà nào có một đám măng đắng vậy ạ. Một đồi măng đắng luôn. Đồi bên kia xanh xanh này không phải luồng đâu mọi người. Cây măng đắng đấy mình zoom sát cho mọi người xem này. Đó, nó có đều đều nhau nhá. Nó không có bụi đâu, nó mọc đều đều này. À. Đồi măng đắng luôn cả, đây là nhà dãy người ta để lại. Đồi ngày xưa người ta giữ lại. Giữ lại để người ta hái, người ta bán đấy mọi người. Cây nó mọc đều đều luôn này. Xen kẽ có bụi luồng này, bụi luồng nó to lên này mọi người này. Đó mình dùng sát bụi luồng này, đó. Còn cây măng đắng này mình ghia lên này. Đấy, cây măng đắng nó cao cao nó đều như cây trúc trong phim của Trung Quốc đấy. Nó cả đồi luôn. Đồi này mình nhìn lúc nãy phía bên dưới bên kia là mình nhìn nó kéo dài phía dưới bên kia này, lên phía này dày hơn, phía kia xưa hơn. Khá nhiều. Đồi liền. Sắp vào vụ măng đắng mình nghệ vào tháng 12 âm lịch là bắt đầu có măng đắng tháng 1 tháng riêng là nó nhiều hơn. Chung hôm nay đi thì nó không gặp bầy, mình không có đoạn nào bầy, có một điểm mình lùa thấy một hai ba con nó lùa theo thôi. Thì nó sẫy một con, đóng được mấy cá mương, được có một con cá trần thôi mọi người nhé. Mình coi như là bắt con này ngày đầu được cá chày thì mình không thả. Thôi thì bắt con làm kỷ niệm mọi người ạ, nó cũng không to. Thôi, được có một con vậy thôi mọi người ạ. Thôi, mình kết thúc buổi câu hôm nay đây mọi người nhé. Hẹn mọi người trong những chuyến đi lần sau và những chuyến đi xa hơn thì câu được cá chày to hơn. Mọi người nhớ xem, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thêm một chút động lực đi làm những cái clip mới hơn, hay hơn, chất lượng hơn cho mọi người xem. Chào và tạm biệt mọi người.